Năm thứ bọn sẻn, nếu mình bọn sẻn cái nào thì mình sẽ không có cái đó. Bọn sẻn về tài sản, bọn sẻn về danh tiếng, bọn sẻn về chỗ ở, bọn sẻn về các mối quan hệ, bọn sẻn về trí tuệ. Dạ bạch sư, con chưa hiểu rõ bọn sẻn về các mối quan hệ và bọn sẻn về trí tuệ. Xin sư từ bi chỉ. Bỏng sẻn về các cái mối quan hệ có nghĩa là sao? Thì ví dụ nha, sư có một cái cô thí chủ, cổ rất là nhiệt thành, cổ phụng sự của hộ độ sư, mà bây giờ cổ nghe sư nói là có ông sư chánh tâm sư bạn, thì cổ muốn biết là bây giờ sư chánh tâm là con cúng dường cho con làm quen, con gặp sư chánh tâm rồi con lập phước con cúng dường. Thì nếu như mà sư nghĩ á, bây giờ mà mình cho cổ biết ông chánh tâm này, có khi nào cổ theo ông này quên mình, bỏ mình không Khóc ta? luôn Lỡ ông này ổng ngon hơn là coi như là mình mất mối. Thì rồi từ đó trở đi là sư nín, sư không có nói thí dụ như ông này ông cũng dở lắm rồi, ông này ông tăng khách thôi, hay là ông này ông cũng không có gì đâu, tùm lum tùm la. Thì từ đó sư làm sao đó để cho cổ không có liên hệ gì với ông sư chánh tâm này. Thì như vậy là sư bỏng sẻn về các mối quan hệ đấy. Hoặc là cái Phật tử phần nào giúp đỡ, đấy, lấy mối quan hệ giúp đỡ. Ví dụ như con tôi muốn vô công ty đó làm mà mình có thằng cháu hay là thằng bạn hay là nói chung người quen á, mà trong công ty đó mà họ nhờ mình giúp xin chân bảo vệ mình được hồn tẹp biến mất công nhờ lắm, thì nó bận quản sẽ mối quan hệ. Lại giờ ai muốn đi tu cái tôi lấy tôi làm biến, hay giờ tôi giới thiệu người đó đi cái chùa đó, điều đó có sư huynh tôi kìa, ông vô nhận làm giới tử nhưng mà mất công. Tại sao? Tại sợ. Sợ gì? Sợ không biết đó nó ra gì không rồi mang tiếng mình đó, thì sợ vậy đó, khi sợ người ta cướp nữa. Nói chung sợ giật mối. Thì cái đó là bỏng sẻn các mối quan hệ. Thầy tu cũng vậy mà cư sĩ quý vị cũng vậy thôi đấy. Cứ từ đó mà suy ra ha. Còn bỏng sẻn về trí tuệ có nghĩa là sao? Cái gì mình biết mà mình không nói thì nó là bỏng sẻn các mối quan hệ, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như người ta hỏi pháp mà mình biết mà mình không nói đâu, người ta xin mình dạy mình biết mà mình không dạy đâu. Nhưng mà cái nguyên nhân mình không dạy đó, nguyên nhân mình không nói, không phải là vì mình tôn trọng pháp, không phải là vì mình cần cái thời cơ thích hợp. Ví dụ như có người tới xin hỏi pháp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn phải từ chối 3 lần để họ bình tâm lại rồi ngài mới giảng. Tức là cái chuyện mình từ chối á, nó có đúng hay không, hay Đúng là rồi. mình tôi không thích, không quẩn, hoặc là nó không cho tôi gì hết trơn á, không có bao thơ, không phong bì, không gì hết, thì tại sao tôi phải mất thời gian? Thì cái kiểu đó là bỏng sẻn về pháp. Mình không cho người ta pháp á, nó có hai vấn đề. Một là mình ích kỷ thiệt, hai là nó không đúng lúc, là nó hỏi trên trời dưới biển. Đó, người ta hỏi ví dụ như bây giờ sư một ông sư mà lại gặp sư Thanh Tịnh mà nói mà cái thái độ ví dụ như không hỏi để muốn hơn, hỏi để người ta bí, có cái cách đó, đó. Hỏi để họ muốn làm trời đất thì mình có thể không trả lời đó. Nhưng mà mình không trả lời nó với mục đích riêng tư đó, thì nó là trí tuệ, nó là bổ sẻn về trí tuệ. Hai nữa ví dụ như bây giờ bạn bè nó khó khăn quá và mình có thể suy nghĩ để mình giúp nó, mà mình có là mình có cái cách để mình giúp nó đó. Nhưng mà mình làm biếng mình cũng mất công lắm, có gì mà mất công dính nó mơ mà cái mình bỏ mình không làm, mình giúp nó cái này cái nọ được mà mình dùng cái đầu óc mình suy nghĩ cách để mình giúp nó đơn giản thôi. Giờ bạn mình nó bị thất tình đi, nó muốn nó làm, thế nên mình có thể nói hai ba câu, mình dùng lời mình nói mình khuyên nó nhưng mà mình lĩnh thinh dụ vậy. Món trẻ một trí tệ còn đây á, năm cái này sẽ tìm muốn chết luôn, tôi tìm không thấy nhưng mà tìm được năm cái khác cũng năm cách bổn sẻn. Nhất là bổn sẻn là chỗ ở, hai bổn sẻn gia đình, thứ ba bổn sẻn lợi lộc, thứ tư bổn sẻn vì dung sắc, thứ năm bổn sẻn về pháp. Còn năm cái chi cái bạn này bạn đăng lên đó, bạn hỏi đó, tìm ra thì tìm ra năm chi khác, cho nên coi lại về cái bản kinh niệm thư năm tầng chi nha, đôi khi mình hỏi nó chi chất quốc không có trong pháp.